chúc mừng anh chị. Việc đầu tiên là mình sau khi chuyển phôi là mình đã có thai. Đấy là điều rất đáng mừng. Và cái thứ hai nữa là anh chị hỏi là vợ bạn mang đa thai, thì tôi chưa biết cái trường hợp đa thai của mình là bao nhiêu thai. Đa thai có thể là 2 thai, 3 thai, thậm chí là 4 thai. Thì tùy vào cái số lượng thai của mình mà mình sẽ quyết định cho cái việc quản lý thai kỳ tiếp theo của mình như nào. Nếu như trường hợp mà mình có 3 thai, 4 thai thì khi đấy bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn về việc lợi ích của việc mang 3 thai, 4 thai so với việc mà bạn giảm bớt đi. Nó có nhiều cái lợi ích gì hơn. Thì thông thường các bạn mang 3 thai, 4 thai thì đều được khuyên là sẽ nên giảm thiểu để làm giảm cái rủi ro cho em bé. Và đặc biệt là đa thai thì nó là một trong những nguy cơ đặc biệt cao gây sinh non. Người ta thống kê thấy rằng nếu như mình mang thai đơn á, thì tỷ lệ sinh non nó sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 1,5 cho đến 2% thôi. Tức là mỗi 100 phụ nữ mang thai đơn thì chỉ có khoảng 1,5 đến 2 người sinh non. Còn nếu như trường hợp mình mang song thai, mà trong trường hợp song thai là một bánh rau thì tỷ lệ sinh non nó có thể đạt đến tận 28%. Còn trong trường hợp sinh thai đôi mà hai bánh rau hai bồ ngối thì tỷ lệ sinh non nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, khoảng tầm 15%. Như vậy bạn có thể thấy rằng là tỷ lệ sinh non của song thai nó có thể gấp đến tận gì? Phần đến 20 lần so với trường hợp đơn thai. Ngoài ra nó là một thai kỳ nguy cơ cao, nó dẫn đến nguy cơ ví dụ như là tiền sản giật hoặc các bệnh lý trong quá trình mang thai như đái tháo đường nữa. Vậy thì quản lý đa thai như cho tốt thì thông thường đối với các bạn mà tiền sử khỏe mạnh mang thai lần đầu đa thai thì các bạn khám định kỳ theo các mốc bác sĩ đưa ra. Ví dụ như khám từ 11 12 tuần mình khám mốc đầu tiên, đó là sàng lọc bất thường về hình thái và sàng lọc bất thường cho em bé. Ngoài ra từ 16 đến 24 tuần mình có thể kiểm tra mỗi 2 tuần một lần để siêu âm đo độ dài cổ tử cung cũng như tình trạng cân nặng và lượng ối của em bé. Và nếu là song thai một bánh rau hai bồ ngối thì mình có chú ý hơn các bất thường của việc song thai mang lại. Ví dụ như là hội chứng chuyển máu song thai hoặc là các bất thường như là thiếu máu đa hồng cầu vân vân. Ngoài ra những trường hợp đa thai, ba thai trở lên thì thật sự ở bệnh viện rất là hiếm. Và kinh nghiệm đối với những trường hợp đấy thì thật sự là cũng rất khó để quản lý thế nào cho nó tốt. Ngoài việc mà các bạn đi khám có thể là sẽ mau hơn các bạn khác. Bởi vì là ba thai thường đa số nó sẽ gây bất thường, một là gì? Thai nó chậm phát triển chọn lọc. Cái thứ hai nữa là nguy cơ sinh non là nguy cơ cực kỳ cao. Do đó lời khuyên cho tôi đối với các bạn là nếu như trường hợp mà các bạn mong muốn mà có đa thai hoặc các bạn không muốn giảm thai chẳng hạn, mà các bạn muốn giữ hai thai thì các bạn hãy khám thai định kỳ theo các mẫu bác sĩ đã đưa ra khuyến cáo và sử dụng các thuốc cũng như là dinh dưỡng phù hợp trong quá trình mang thai. Thì đấy là yếu tố quan trọng giúp cho cái quá trình mang thai mình nó được tốt hơn.